Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình hoạt động tại nhà máy sản xuất bột oxit sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn Equit Việt Nam, khu công nghiệp B1 Conat, thị xã Phú Mỹ. Nhà máy sản xuất bột oxit sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn Equit Việt Nam đi vào hoạt động từ năm 2013. Tại thời điểm kiểm tra, Ban Quản lý khu công nghiệp ghi nhận nhà máy đang sản xuất bột oxit sắt. Riêng dây chuyền sản xuất bột màu vô cơ đã lắp đặt thiết bị máy móc nhưng chưa đi vào hoạt động. Ngoài ra, doanh nghiệp đang cho công ty cổ phần công nghiệp phụ trợ ô tô xe máy AH thuê 2.000 m2 nhà xưởng để sản xuất kinh doanh từ tháng 7 năm 2022 nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định. Ban quản lý khu công nghiệp đề nghị công ty phân loại, lưu giữ chất thải theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ký hợp đồng thu gom xử lý các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động. Đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn Equit Việt Nam chỉ cho phép công ty cổ phần công nghiệp phụ trợ ô tô xe máy AH hoạt động dự án sau khi hoàn thành xong thủ tục đầu tư và các thủ tục pháp lý khác theo quy định.